Vân Anh xin kính chào quý vị khán thính giả của VNTV và xin chào mừng quý vị đến với chương trình Thông báo sinh hoạt cộng đồng ngày hôm nay. Thưa quý vị, một năm lại trôi qua rất là nhanh phải không quý vị? Và khi mà nói đến hết năm thì chúng ta không quên nói tới cái ngày Tết Nguyên đán. Và khi nói đến Tết Nguyên đán thì không quên nhắc đến hội chợ Tết. Và thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi xin mời quý vị gặp gỡ với hai thành viên trong ban tổ chức của hội chợ Tết hàng năm tại Miramisa, đó là anh Lân Đặng và anh Alex Nguyễn sẽ lên đây để mà chia sẻ những cái thông tin với quý vị về cái hội chợ Tết sắp tới của chúng ta. Trước hết chào anh Lân và Alex. Chào chị Vân Anh. Chào chị Vân Anh. Xin kính chào quý vị khán giả. Chào quý vị khán giả. Alex với anh Lân hơi, năm nay thì cái hội chợ Tết của mình là tên là cái gì vậy? Năm nay là năm con heo phải không? Năm con heo. Hội chợ Tết tên có một tên rất là vui, gọi là ký ức mùa xuân. Wow. Là, Spring of Memories. Spring of Memories. Là ký ức mùa xuân thì nói về, tại vì năm nay là hội chợ Tết là 14 tuổi rồi thì wow, có nhiều kỷ niệm lắm. Cho nên chúng ta mời quý vị đến là như là xây thêm những kỷ niệm mới và nhớ lại những kỷ niệm xưa nha. Vâng, thưa quý vị, khi mà nói đến hội chợ Tết đó, thì thường thường hội chợ Tết của mình là mình diễn ra 3 ngày phải không anh Lân? Ngày, yeah, anh yeah, có nhớ là năm nay mình làm ngày nào không? Ngày thứ 6, thứ 7, chủ nhật. Thứ 6, thứ 7, chủ nhật của tháng 2. Dạ. Yeah. Cái đó, tuần mà thưa quý vị, Vân Anh biết là mùng 1 Tết năm nay là nhằm vào ngày thứ thứ 3. Thứ 6, thứ 7 chủ nhật của thứ 3 đó, tức là ngày 8, 9 và 10 Tây. Dạ vâng. Yeah. Cái thời điểm của nó rất là hay thưa quý vị. Chúng ta có được ngày mùng 1, mùng 2, 30 Tết để đoàn tụ với gia đình, để đi chùa, đi nhà thờ. Và cái cuối tuần đó thì chúng ta đi hội chợ Tết để một lần nữa quý vị thấy là hội chợ Tết do các bạn của Liên hội Tuổi Trẻ cùng kết hợp với Hiệp hội Người Việt rất là công phu. Và để có một cái hội chợ Tết công phu như vậy đó, hàng năm attract bao nhiêu người vậy Alex, có biết không? Hàng năm thì khoảng chừng 25-30 ngàn người tùy theo ngày. Mà tụi em nhắc tới là cái không phải những là dân San Diego mà thường là dân từ Riverside. Đúng, đúng. Xong mà nhất là tụi em surprise nhiều nhất là khi mà những người mà họ tourist, họ tới San Diego, cái họ thấy cái gì vui vui, cái họ tới, họ tham gia và cũng đi, họ nói là cái này kiểu như là một cái mới đặc biệt mà họ không biết tới. Nhưng mà Lân có nghĩ là cái hội chợ Tết của chúng ta tại Miramisa của San Diego có gì đặc biệt hơn những cái hội chợ Tết khác không? Thì 100% miễn phí. 100% đó, miễn phí. Đó. Miễn phí. Với lại những cái chương trình văn nghệ hay là rất là phong phú. Dạ, yeah, rất là phong phú. Những cái cuộc thi trò chơi, ăn phở, thi ăn dưa hấu. Đúng rồi, vui lắm. Thi bé ngoan bé đẹp. Dạ, đúng rồi. Talent shows for kids. Mỗi năm đám cưới đầu xuân. Nhà đám cưới đầu xuân. Quý vị thấy là để tổ chức một cái hội chợ Tết mà có quá nhiều tiết mục mà 3 ngày ròng rã như vậy mà miễn phí cho tất cả mọi người đến tham gia, không phải chỉ có cộng đồng Việt Nam mà các cộng đồng người bản xứ cũng như là các dân tộc khác, phải không Lân and Alex, như là các dân tộc người châu Á của chúng ta, thì quý vị tưởng tượng là cái công khó của anh em trong ban tổ chức như thế nào. Thưa quý vị, Vân Anh đã tham dự và chính mắt được nhìn thấy thì thương các anh ở trong ban tổ chức rất là nhiều, các anh, các em của Liên hội Tuổi Trẻ cũng như là các quý vị của Hiệp hội Người Việt, là giống như Lân thì quý vị biết là tổ chức mà dựng lên đã mệt rồi, nhưng mà những cái ngày mà xong rồi đó quý vị, clean up đó, rất là cực khổ quý vị. Cho nên mưa mong gì cũng phải mong rằng năm nay quý vị sẽ hỗ trợ, tiếp tay, mà quý vị tiếp tay bằng cách đi ra ngoài đó để mà giúp với ban tổ chức thêm một tay nha quý vị, nhiều hơn nữa để cho các em, các bạn trẻ trong trong cái ban tổ chức của hội chợ Tết có thêm nhiều cái sự khuyến khích để mình làm mỗi năm mỗi hay lên hơn, phải không Lân? Mình nói nó về cái công khó khổ khổ cực rồi, nhưng mà cái chính là quý vị biết gì không quý vị, làm sao mà tổ chức mà ai vô cũng không phải trả tiền gì hết á, thì cần phải có rất là nhiều sự ủng hộ về tài chính. Thì làm sao mà các anh em cũng ban tổ chức hàng năm cứ phải làm như vậy hoài thì cũng rất là khó để mình mình có được cái sự hỗ trợ tài chính, phải không anh Linh? Dạ, đúng rồi. Và nói về sự hỗ trợ tài chính thì mỗi năm tụi em làm một cái buổi ghi quỹ. Và năm nay là buổi ghi quỹ đó là coi như là tháng 12, ngày 8 Tây tháng 12, với cái buổi coi như dạ vũ gọi là ghi tình mùa đông. Thưa quý vị còn nhớ năm ngoái đó thì ban tổ chức của hội chợ Tết cũng đã tổ chức một buổi nghe nhạc, ăn tối dạ vũ, cũng có tên là Người tình mùa đông, thì năm nay tiếp tục Người tình mùa đông của năm 2018, phải không Linh? Thưa quý vị, Vân Anh được biết là trong cái chương trình này rất là đặc biệt là có văn nghệ,
có ăn tối được phải không anh? Có ăn tối, năm nay được ăn ngon hơn chị. Năm nay được ăn ngon hơn. Tại vì mỗi năm thì thường thường là tổ chức ở Lee's Garden, nhưng mà năm nay thì tổ chức tại Jasmine. À, thì thưa quý vị, Jasmine ở trong một cái địa điểm trung tâm của San Diego, cho nên hy vọng rằng quý vị sẽ góp mặt thật là đông trong ngày hôm nay. Thì bây giờ chúng tôi, Vân Anh, anh Lân cùng với anh Alex sẽ có thể gửi đến quý vị cái chi tiết trong cái buổi nhạc dạ vũ gây quỹ nha quý vị. Để hỗ trợ cho hội chợ Tết sắp tới năm 2019 của chúng ta do Liên hội Tuổi Trẻ và Hiệp hội Người Việt tổ chức. Chương trình có tên là Người Tình Mùa Đông, vào ngày thứ Bảy sắp tới đây, 8 tháng 12, tại nhà hàng Jasmine. Yeah. Chi tiết như thế nào anh? Ăn uống như thế nào? Ca sĩ gồm có ai tham dự? Thì ca sĩ thì có Hồ Lệ Thu, rồi có Leon Vũ, xong rồi những ca sĩ địa phương như là quý vị cũng đã biết, như là Dương Nhi, với lại ban nhạc Mystic. Mystic Band. Yeah, với lại những ca sĩ như là Thanh Vi, Quỳnh Như và Thi Vân, từ Orange County xuống, và coi như đêm đó là người ta nói là quậy cho sập nhà. Vâng, thưa quý vị thấy là có sự góp mặt của nữ ca sĩ Hồ Lệ Thu, Leon Vũ, và bên cạnh đó là ban nhạc Mystic, là ban nhạc rất là gần gũi với cộng đồng của chúng ta và những anh chị em ca nhạc sĩ được yêu mến tại San Diego mà quý vị không thể nào bỏ qua. Hiện tại bây giờ ban tổ chức cho biết là đã vé cũng còn khoảng một số vé đang chờ đón quý vị. Cho nên quý vị nào mà chưa mua vé, xin mời quý vị hãy cầm cái phone lên và gọi cho ban tổ chức ngay lập tức. Để quý vị, thưa quý vị, đây là một cái... Vân Anh biết là cuối năm ai cũng bận đó phải không anh? Dạ, đúng rồi. Thì nhưng mà tại vì gọi là dạ vũ mùa đông thì cứ cuối năm rồi đi mua sắm rồi thì cứ đi ăn chơi. Ăn chơi. Nhưng mà bữa đó có gặp anh Linh với lại Alex xong rồi nghe, có hai người nghe. Có cái gì bất ngờ cho những người tham dự không? Thì trong đó thì có một cái buổi là gọi là raffle, tức là kéo vé và bốc thăm trúng thưởng. Vậy anh Lân với lại Alex đi bán vé số phải không quý vị? Dạ, vé số. Và trong đó cái giải nhất tức là giải độc đắc là của Borona tặng, tức là một đêm ngủ tại Borona, xong rồi được thêm những hai phiếu ăn ở Borona, với lại dường như là Alex nghĩ là có thêm các cái spa package, cũng không nhớ nữa, nhưng mà tại vì Borona tức là người hỗ trợ chính của chuyên hội chợ Tết, cho nên họ cho mình một cái gift package đó, xong rồi cộng thêm những cái món cái quà nhỏ nhỏ giống như là nail and spa, Rose Canyon nail and spa, $50 gift certificate, yes. Đi làm nail chơi. Đi làm nail. Rồi cũng có cái như là những cái món quà nhỏ nhỏ từ những cái nhà hỗ trợ khác, như là Sherry của anh Lân này, phải không? Ồ, đúng rồi, quý vị được uống Sherry bữa đó không anh? À, được. Okay. Vâng. Có những cái package, pre-made tea package. Vâng, thưa quý vị, giá vé ủng hộ là 65 đồng bao gồm ăn tối. VIP, mình còn VIP không anh Alex? VIP thì còn một số vé, nhưng mà nếu mà quý vị muốn VIP thì phải liên lạc. Phải lẹ. Tại vì VIP thì bán chạy, mà cái vé thường lại bán không chạy. Yeah. Vâng, thưa quý vị ơi, Vân Anh biết là cuối năm tháng 12 ai cũng bận lắm, kể cả Alex với lại anh Lân cũng như là trong ban tổ chức. Nhưng mà quý vị nhớ, xin quý vị nhớ cho rằng cái buổi dạ vũ này là giúp cho hội chợ Tết, để giúp cho Liên hội Tuổi Trẻ cũng như là Hiệp hội Người Việt là ban tổ chức hội chợ Tết tại Mira Mesa hàng năm. Yeah. Có điều kiện để mà làm cho chúng ta có nhiều những cái tiết mục hay hơn, vui hơn, mà khi mà quý vị đến hội chợ Tết thì quý vị sẽ được chụp hình với gia đình, quý vị sẽ vui chơi trong 3 ngày Tết, và cái quan trọng là quý vị chơi rồi quý vị mệt về nhà ngủ xong rồi chở vô nữa, không phải mua vé. Vâng, thưa quý vị, ban tổ chức chỉ mong sao để có những cái phương tiện, phải có những điều kiện để mà tổ chức duy trì cái hội chợ Tết, và không những duy trì không mà phải phát triển cho càng ngày càng hay hơn, càng phong phú hơn, để cho không những người Việt Nam của chúng ta mà cả người bản xứ cũng như là các dân tộc bạn khác đến tham gia. Cho nên Vân Anh rất là mong quý vị sẽ tiếp tay với các bạn, người bạn trẻ của chúng ta, nhất là trong ban tổ chức. Một lần nữa mời gọi quý vị tới tham dự. Vé còn một số vé đang chờ đón quý vị, cho nên quý vị gọi ngay. Số điện thoại nào để mua vé vậy anh? Số điện thoại 858-717-9078, hoặc gọi cho cô Hiền, số phone là 858-740-4767.
Quý vị nào theo dõi chương trình của VNTV mà quen số điện thoại của Vân Anh, quý vị cũng có thể gọi cho Vân Anh cũng được nữa. Vân Anh cũng có thể book vé cho quý vị để chúng ta cùng ngồi chung với nhau để mà hàn huyên. Cái quan trọng là chúng ta đến yểm trợ cho cái buổi gây quỹ này thật là đông, để cho ngoài cái việc tài chính mình cũng phải có tinh thần để làm việc nữa, phải không anh? Anh Alex với lại anh Lân có nói câu gì cuối cùng trước khi chúng ta chia tay quý vị? Xin quý vị ủng hộ và gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến quý vị khán giả của VNTV. Và nếu quý vị nào mà muốn biết là chương trình hội chợ Tết năm nay sẽ là như thế nào thì hãy mua vé vào cái đêm đó, thì chúng ta sẽ có một cái như là gọi là surprise để mà nói cho quý vị vào hội chợ Tết năm nay ai sẽ hát, sẽ có chương trình gì, thì chi tiết sẽ đang là bí mật. Yeah. Vâng, thưa quý vị, cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn, và Vân Anh xin hẹn gặp lại tất cả quý vị trong chương trình dạ vũ gây quỹ cho hội chợ Tết của chúng ta tại Miramesa với chủ đề Người tình mùa đông tại nhà hàng Jasmine thứ bảy 8 tháng 12 sắp tới, bắt đầu từ 6 giờ chiều cho tới 10. Quý vị sẽ được chụp hình, quý vị sẽ được hàn huyên với tất cả bạn bè thân hữu của chúng ta tại San Diego, và điều quan trọng nhất là quý vị sẽ là người tiếp tay để chúng ta cùng tổ chức một hội chợ Tết năm nay thật là phong phú hơn nhiều năm trước. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn, và xin thân ái chào tạm biệt. Xin chào quý vị.